Ngày 20 tháng 10, chân Phước James ở Strepar. Chân Phước James sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở Ba Lan. Ngài gia nhập dòng Francisco từ khi còn nhỏ, giữ nhiệm vụ quản lý ở tu viện Laval và đã hòa dịu sự căng thẳng giữa các tu sĩ dòng và giáo sĩ địa phương. Ngài rất thích hoạt động cho người chính thống giáo và đã phục vụ họ trong một thập niên. Được sai đến miền Tây nước Nga, Ngài giữ nhiệm vụ đại diện cho các tu sĩ Francisco ở đây. Ngài rao giảng phúc âm và hoạt động để giữ vững đức tin của người tín hữu. Khoảng năm 1360, Ngài giữ một vai trò trong nhóm truyền giáo đặc biệt có tên là Lữ khách vì Đức Kitô, gồm các tu sĩ Francisco và Đa Minh. Công việc rao giảng và tổ chức của chân Phước James được coi là thành công. Sau đó, Ngài giữ nhiệm vụ tổng giám mục Galic, xây dựng một vài nhà thờ mới ở những nơi hẻo lánh và bổ nhiệm các linh mục kinh nghiệm từ Ba Lan đến hoạt động. Ngài cũng thành lập các dòng tu, xây các trường học và bệnh viện. Ngài rất bén nhạy về nhu cầu của người dân, nên thường trực tiếp đưa đề nghị lên Quốc hội Ba Lan. Bởi đó, Ngài có tước vị là người bảo vệ vương quốc. Ngài là tổng giám mục, nhưng không giống như các giám mục khác trong thời ấy. Ngài thích mang y phục dòng Francisco hơn là phô trương bề ngoài và đi chân đất. Ngài có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Ảnh của Đức Mẹ được khắc trên con dấu và trên nhẫn giám mục của Ngài. Mỗi tối, Ngài đều cử hành nghi thức sùng kính Đức Mẹ ở nhà thờ hoặc bất cứ đâu Ngài đến. Sau 19 năm làm giám mục, chân Phước James đã được phần thưởng nước trời. Ngài được chôn cất trong nhà thờ Francisco ở Laval.